Thưa quý khán giả, trong sáng nay, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ vẫn còn có mưa rông. Phải đến trưa chiều thì mưa mới giảm dần, cùng với đó là nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng nhẹ, lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Với các tỉnh miền Trung, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ ngày tại đây cũng có xu hướng tăng lên, phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Tuy cường độ mưa có giảm so với những ngày vừa qua, nhưng khu vực này vẫn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông. Vì vậy, người dân sinh sống tại những khu vực này cần tiếp tục theo dõi thông tin mưa lớn và nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trở vào phía Nam, trong khi các tỉnh Tây Nguyên trời hầu như không mưa, ngày nắng, thì tại các tỉnh thành Nam Bộ lại có mưa rông kèm theo lốc sét và gió rất mạnh xuất hiện vào chiều tối. Nhiệt độ tại Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ và tại Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, ngày nắng với gió đông bắc mạnh cấp 5. Còn quần đảo Trường Sa có mưa rông, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Nhưng trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là một số thông tin chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.